Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đại diện lãnh đạo huyện Chư Prông vừa tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng năm mới các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Trong không khí thân tình ấm áp tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo huyện Chư Prông đã thăm hỏi, tặng quà và chúc các cơ sở tôn giáo cùng bà con giáo dân, Phật tử, tín đồ đón Tết vui xuân Giáp Thìn 2024 an lành hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị, luôn đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền nhân dân trong huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.